Phi Thanh Vân, kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ chịu nhiều đau đớn đến vậy? Tôi không biết kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ chịu nhiều đau đớn đến như vậy, hay đó là cái giá phải trả cho việc hoán đổi sắc hồn, Phi Thanh Vân tâm sự. Những tưởng cuộc phỏng vấn giữa tôi và Phi Thanh Vân sẽ không thể có sau 5 lần 7 lượt hẹn hụt. Thế nhưng, duyên đủ từ khác sẽ tới, chị chủ động hẹn tôi vào một buổi chiều thứ bảy. Trước giờ chạy show, và cuộc trò chuyện cứ thế, diễn ra thật tự nhiên như hai người đã quen biết từ lâu gặp lại. Cùng là phụ nữ sao phải ghen ghét xem ai ngực to hơn, mông sexy hơn. Phi Thanh Vân bây giờ khác xưa rất nhiều, ít sexy hơn, ít khoe da thịt, khoe tài sản hơn. Khuôn mặt cũng đẹp dịu dàng và đầm thắm hơn. Cảm nhận của chị thế nào về sự thay đổi này? Năm 2017, tôi phải giải phẫu thẩm mỹ 3 vòng chuẩn quốc tế 94, 60, 104 với mục đích là để khoe body sexy của mình. Rồi sau một thời gian khoe xong, tự nhiên tôi muốn kín lại từ từ. Đó cũng là lúc tôi dấn sâu vào tu thiền và ngộ ra nhiều thứ. Hồi xưa, tôi học hết lớp 12 là bước vào nghề người mẫu, diễn viên, rồi làm nghề luôn. Sau này tôi mới đi học thêm về marketing, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng giao tiếp dành cho doanh nhân, kỹ năng sống nhảy đầm. Thẳng thắn thì mọi thứ của Phi Thanh Vân bây giờ đều là kỹ năng hết. Kỹ năng lâu ngày sẽ thành thói quen và sau một thời gian đủ dài, nó sẽ trở thành giá trị của chính mình. Rồi tôi ngộ về thiền Phật và tôi hiểu rằng chuyện mặc hở ngực hở mông để khoe với mọi người đạt mục đích gì, tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao cùng là chị em phụ nữ lại phải ghen ghét xem đứa nào đẹp hơn, ngực to hơn, mông sexy hơn? Tại sao phải khoe xem đứa nào giàu hơn, bạn trai đại gia hơn? Sao không chơi với nhau bằng trí tuệ và nể nang nhau bằng trí tuệ? Giờ tôi tuyệt đối không khoe tài sản. Tôi đã phá sản 2 lần và tôi không còn muốn khoe tài sản đồ hiệu nữa. Những bộ đồ sexy ngày xưa tôi không thanh lý giá rẻ mà để đó. Đợi lứa đàn em lên, ai có gu sexy giống mình ngày xưa sẽ đem tặng lại. Thứ nhất, đó là đồ xịn. Thứ hai, nếu chỉ vì mục đích là tiền thì tôi thấy không cần thiết. Thứ ba, lứa đàn em mới lớn, mới chập chững vào nghề sẽ giống tôi ngày xưa rất nghèo. Muốn mua một cái đầm đẹp hay đồ hiệu là cả vấn đề. Đôi khi còn là sự đánh đổi. Việc tặng lại cho đàn em cũng là cách mình cho họ cơ hội để không phải đánh đổi và họ sẽ trân trọng. Cũng như tôi ngày xưa được các anh chị lớn giúp, tôi rất trân trọng điều đó. Kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải mổ xẻ và chịu nhiều đau đớn như vậy? Như chị lý giải sự thay đổi ấy đến từ thiền, nhưng bên cạnh đó tôi còn nghĩ cuộc đại phẫu 3 vòng năm 2017 với 12 tiếng nằm trong phòng mổ, giống như Phi Thanh Vân đã bước vào cửa tử lột xác thành con người mới. Ngày xưa ông bà mình vẫn hay nói chuyện, hoán xác đổi hồn. Tôi không biết điều đó có thật hay không thật, nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, có những lúc tôi tự hỏi không biết kiếp trước tôi đã làm cái gì để kiếp này phải mổ xẻ và chịu nhiều đau đớn về thể xác đến như vậy. Ca phẫu thuật đầu tiên của tôi bắt đầu từ năm 19 tuổi, sau đó là cắt mí, sửa mũi, cầm làm răng hút mỡ nâng mông. Hầu như năm nào cũng có giải phẫu và bị chảy máu rất nhiều. Chưa kể trước khi có Tấn Đức, tôi 3 lần bị sảy thai. Sau khi làm lễ gửi các con vào chùa, tôi lên chùa Ngọc Hoàng xin Tấn Đức. Quá trình mang thai Tấn Đức tôi bị động thai liên tục. Mỗi lần như thế tôi lại lên chùa thắp hương, về thai lại yên. Thời điểm cứng bầu Tấn Đức, vợ chồng tôi gây lộn liên tục. Bảo Duy xách đồ ra khỏi nhà liên tục. Tấn Đức được 32 tuần thì tôi phải mổ cấp cứu vì mẹ bị co giật, tiểu đường thai kỳ, con sinh non. Tôi lên bàn mổ mà phải ký giấy miễn trách nhiệm với bệnh viện. Tấn Đức ra đời, người tím ngắt và chưa bao giờ biết bố mẹ. Thời điểm đó Bảo Duy đã dọn ra ngoài ở riêng, Tấn Đức đầy tháng. Tôi mới gọi về để cho có bức ảnh gia đình rồi chính thức ly dị khi con được 5 tháng rưỡi. Tấn Đức được gần tuổi rưỡi, tôi thực hiện ca đại phẫu 3 vòng. Và kể từ đó tới nay mới được gọi là tạm ngưng, không mổ xẻ nữa. Nếu nói về tâm linh thì không biết kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này phải bị những chuyện như vậy, hay đó là cái giá tôi phải trả cho việc hoán xác đổi hồn. Bởi vì rõ ràng sau bao nhiêu năm, bao nhiêu lần mổ xẻ tôi dần thay đổi lột xác thành con người mới. Cả ngoại hình bên ngoài lẫn tư duy trí tuệ bên trong, bây giờ tôi rất sợ nhìn thấy gương mặt cũ của mình, khuôn mặt đó vừa chanh chua vừa hung dữ vừa sát khí. Còn hiện giờ, giống như tôi đã lột bỏ được cái phần ác đó ra khỏi con người mình, ra khỏi cuộc đời mình, qua biết bao lần giải phẫu. Tất cả đều phải trả giá xứng đáng, đã là con người ai cũng sợ đâu. Nhưng chị thì năm nào cũng mổ xẻ, cũng chảy máu, chị muôn vàng đau đớn, chị không sợ ư. Sau khi sinh Tấn Đức tôi tăng 30kg, tôi phải ép ký ăn toàn rau thịt và kiêng hẳn tinh bột. Nhưng khi nhìn vào gương tôi vẫn bị sốc, ngực chảy xệ, mỡ bụng rạn da, người nát bấy. Tấn Đức tuy không bố mẹ nhưng tôi vẫn phải dùng
máy hút sữa để vào bình cho con, dẫn tới ngực bị bên lớn bên nhỏ. Tôi vốn là người tôn thờ cái đẹp. Đó là nói về khoa học, còn về tâm linh, đó là sự hoán đổi. Bạn muốn được cái này thì mất cái kia, bạn muốn đẹp thì phải trả lại sự đau đớn, tất cả đều phải trả giá xứng đáng. Tôi quyết định đại phẫu cả 3 vòng, dĩ nhiên đau khủng khiếp, bác sĩ nói. Ca đại phẫu thực hiện 10 tiếng đồng hồ, tôi vào phòng mổ lúc 10 rưỡi sáng và tỉnh dậy lúc hơn 10 giờ đêm, cộng thêm thời gian chờ tỉnh thuốc mê là 1-2 tiếng. Lúc tỉnh dậy tôi thấy y chang những hình ảnh mà mình thường xem trên TV, khi người ta từ cõi chết trở về. Tôi thấy mình ở trong một cái phòng toàn ánh sáng trắng lóa và cứ nghe ai đó gọi Vân ơi, Vân ơi. Tiếng gọi đó rất lâu và tôi cứ cố gắng để thức dậy mở mắt, phải mất từ 7-10 phút. Tôi mới mở mắt ra được và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là toàn bộ ekip bác sĩ, y tá đứng xung quanh mình, khoảng 7-8 người. Sau 15 tiếng ở phòng hậu phẫu tôi được đổi sang phòng khác. Hai phòng cách nhau chừng 20-30 mét, bác sĩ muốn sử dụng cán nhưng tôi biết tự đứng dậy. Ba bác sĩ nam và hai tá đỡ tôi dậy, dĩ nhiên là rất lâu sau tôi mới dậy được. Tôi đau khủng khiếp nhưng tự nhủ mình sẽ đi được, mình phải đi được. Nếu bây giờ không làm thì phải một tuần sau mới làm được. Và thế là tôi cố gắng hết sức. Tôi không nhấc nổi chân lên mà phải lết. Và rất lâu sau mới sang tới phòng bên kia. Sau 7 ngày tôi được tháo băng rút ống trong người ra. Lúc đó trên người tôi đeo lủng lẳng 9-10 cái ống, giống như lắc lựu đạn đầy mình. Ống rất dài, gần cả mét xung quanh vùng bụng. Tôi đau vô cùng mà không la hét, không chửi bới, tôi hát. Tôi hát những bài hát mà mỗi ngày vẫn hát cho con nghe như con cò bé bé. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Có những lúc quá đau tôi ré lên và nước mắt cứ chảy ra nhưng vẫn không khóc, không chửi bới, không rên rỉ. Trong suốt 20 ngày ở viện, ngày nào tôi cũng đi qua các phòng khác để nói chuyện với mọi người, để họ quên nỗi đau và cũng là cách để tôi quên nỗi đau của chính mình. Tôi làm dịu nỗi đau bằng tinh thần, bằng tiếng hát và tiếng cười của mình với người xung quanh. Phải ký giấy sinh tử trước khi lên bàn mổ. Thời điểm chị thực hiện cuộc đại phẫu, con trai chị chưa được tuổi rưỡi. Đã bao giờ chị nghĩ tới việc rủi mà mình chết trên bàn mổ thì con sẽ như thế nào? Thực sự, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chết trên bàn mổ trước khi thực hiện cuộc đại phẫu này. Tôi lựa chọn rất kỹ, nghiên cứu rất kỹ từng bệnh viện và cả những chuyên gia hàng đầu của họ. Tôi tới tham quan từng nơi để biết họ chuyên nghiệp thế nào, có đủ để mình gửi gắm niềm tin hay không. Khi niềm tin đủ lớn thì nỗi sợ sẽ tỷ lệ nghịch. Hơn nửa lần nào trên bàn mổ tôi cũng sử dụng tiềm thức và năng lượng của chính bản thân tự nhủ mình phải sống. Khi thực hiện cuộc đại phẫu này tôi dặn bác sĩ, khi nào gây mê thì nói cho tôi biết. Bác sĩ thông báo gây mê là tôi nói với mọi người, chúc các anh chị bác sĩ y tá có một ngày làm việc tốt đẹp, bây giờ thì Vân đi ngủ, hẹn gặp mọi người vào tối nay. Câu nói đó không chỉ tôi nói cho mọi người mà còn nói cho chính mình, tôi sẽ thức dậy, nhất định sẽ thức dậy, dù trước khi thực hiện ca đại phẫu. Tôi lại một lần nữa phải ký giấy sinh tử miễn trách nhiệm nếu tình huống xấu xảy ra. Sau tất cả, giờ chị cảm thấy ra sao? Bạn có hình dung được cái cảm giác khi tôi soi gương lần đầu tiên sau khi được bác sĩ tháo băng, tháo ống trên người như thế nào không? Giống như có ai đó cắt đi cái đầu của mình ráp vào một con người mới. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hết kể từ sau cuộc đại phẫu đó, các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi sống cũng khác. Ngày xưa tôi cũng từng có những lúc rất hững hờ với mọi người, hời hợt trong các mối quan hệ. Nhưng giờ thì tôi có sự chân thành, vì tôi đã đọc Đắc Nhân Tâm, tôi không bao giờ la mắng chửi bới người khác bởi sự ngọt ngào giúp người gần người hơn. Có chăng đây chính là lý do khiến Nhã Phương cứ xuất hiện là dân tình nức lời khen. Nhã Phương là một trong số những người đẹp luôn chiếm trọn tình cảm từ phía khán giả. Không chỉ tài năng xinh đẹp, gu thời trang vô cùng tinh tế đã góp một phần không nhỏ trong công việc xây dựng hình ảnh Nhã Phương hoàn hảo trong mắt công chúng. Đặc biệt, nếu tinh ý người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng cứ mỗi lần Nhã Phương diện đồ mang gam màu trắng là một lần dân tình được dịp xuýt xa bởi vẻ ngài xinh đẹp tinh khôi của người đẹp. Trước và thậm chí là cả sau khi sinh con, Nhã Phương đều dư sức đốn tim fan với những bộ cánh gam trắng đầy tinh tế. Điển hình nhất là chiếc váy vô cùng lộng lẫy mà nàng mỹ nhân diện trong một sự kiện gần đây cùng ông xã Trường Giang. Trong khi Trường Giang diện vest vô cùng lịch lãm thì vẫn như thường lệ, Nhã Phương tiếp tục lăng xê phong cách tinh khôi nữ tính với chiếc váy trắng có thiết kế cầu kỳ nhưng cực tinh tế. Trước đó, Nhã Phương từng khiến các fan đứng ngồi không yên với loạt hình ảnh xinh đẹp rạng ngời sau khi sinh con. Đặc biệt, chiếc váy trắng với thiết kế vô cùng thanh lịch tôn dáng đã càng làm nổi bật lên vẻ ngoài trong sáng nữ tính của người đẹp này. Đã không ít lần Nhã Phương biến hóa cực kiêu sa với những mẫu váy có thiết kế tối giản thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật với những nhá khá điệu đà. Chiếc váy trắng với phần vai lệch độc đáo hút mắt giúp Nhã Phương khoe trọn bờ vai trần vô cùng gợi cảm.
Ngoài ra, những chiếc váy trắng có những nhá cực bánh bèo cũng là món đồ thời trang thường xuyên được Nhã Phương ưu ái lựa chọn cho những dịp xuất hiện trên tảm đỏ sự kiện. Nhã Phương biến hóa thành một tiểu thư chính hiệu khi khoác trên mình chiếc váy trắng với phần tay cách điệu pha ren nhiều tầng, vô cùng bồng bềnh và mềm mại. Chi tiết lông vũ kết hợp với thiết kế trễ vai của chiếc váy đã đem đến cho vẻ ngoài của Nhã Phương những nét đầy sang chảnh và quyến rũ. Không diện váy điệu đà thì diện sự thanh lịch và chuyên nghiệp. Thế nhưng Nhã Phương vẫn nhất định trung thành với gam màu trắng. Nhã Phương từng được các fan viếng trẻ trung chẳng thua nữ sinh trung học khi diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng mismatch với chân váy bò.